Vào cuối các buổi chiều, tại các bể bơi ở thành phố Vinh, rất nhiều em nhỏ được phụ huynh đưa đến để học bơi. Tuy nhiên khi được hỏi về tiêu chí lựa chọn bể bơi và có an tâm về độ an toàn của bể bơi để trao gửi con em mình hay không, câu trả lời chúng tôi nhận được từ một số phụ huynh khá bất ngờ. Không, em không quan tâm các thầy có chứng chỉ hay không ạ. Nói chung là em thấy là học bơi nhiều á, bây giờ chỗ này bơi cũng tốt á, vì trước đây em cũng học rồi cho nên là em biết được ạ. Tôi nói là giấy phép hay không giấy phép ấy, thì thực ra tôi không để ý. Thực sự là tôi không biết được cái chuyện này. Mặc dù đã hoạt động trên 15 năm, thế nhưng bể bơi đa chức năng thuộc đơn vị Nhà Văn hóa Lao động tỉnh quản lý hiện cũng chưa có đầy đủ chứng nhận về kinh doanh dịch vụ bơi lội. Khi được hỏi về trách nhiệm của đơn vị trong việc đảm bảo an toàn cho học viên, thì người phụ trách vấn đề này cũng chỉ đưa ra các cam kết chung chung. Nhận vào đấy, được đào tạo và được bơi thì chúng tôi phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về vấn đề là tính mạng của các cháu. Đối với cái nếu sự việc không đạt được giải pháp thì chúng tôi phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Trước nhu cầu xã hội hiện nay, tại thành phố Vinh ngày càng xuất hiện nhiều các điểm kinh doanh dịch vụ bơi lội. Ngoài các trung tâm của đơn vị nhà nước thì còn có số lượng lớn các bể bơi của tư nhân. Mặc dù đây là loại hình kinh doanh có tính đặc thù, cần có sự quản lý nhà nước về các điều kiện an toàn. Bên cạnh đó, đã có các quy định hướng dẫn của Bộ Chuyên quản và Ủy ban Nhân dân tỉnh. Thế nhưng lâu nay, cơ quan quản lý của thành phố Vinh vẫn chưa thể tiến hành thực hiện triệt để. Hiện nay thì từ đầu năm rồi, đoàn kiểm tra của thành phố là chỉ kiểm tra và nhắc nhở theo những cái quy định của nhà nước. Thì cái này mà để mà quản lý triệt để cái này phải có sự vào cuộc của tất cả các ban ngành, kể cả sở, rồi tất cả các lực lượng an ninh. Thì là phải có đầy đủ thì lúc đó mình mới kiểm tra dứt điểm được cái việc hoạt động này. Thông tư số 02 ngày 10 tháng 1 năm 2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định cơ sở thể thao tổ chức hoạt động bơi lặn phải có nhân viên cứu hộ khi có người tham gia tập luyện. Số lượng nhân viên cứu hộ phải đảm bảo tỷ lệ là 200m² trên một bể bơi một nhân viên. Nhân viên cứu hộ phải có chứng nhận chuyên môn do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc Hiệp hội Thể thao dưới nước Việt Nam cấp. Mỗi hướng dẫn viên chỉ được hướng dẫn luyện tập cho không quá 20 người đối với trẻ em dưới 10 tuổi, không quá 30 người trong một giờ học. Trong thời gian bể bơi hoạt động, phải có nhân viên y tế có trình độ từ trung cấp trở lên thường trực có mặt. Quy định là vậy, thế nhưng điều khá bất ngờ đó là hiện nay tại địa bàn thành phố Vinh, nơi có số lượng lớn các dịch vụ bơi lội, nhưng hầu như chưa có một cơ sở nào đủ các điều kiện trên. Theo thông tư quy định ấy, thì tất cả những nhân viên làm việc ở đây thì ít nhất phải có bằng dục thể thao từ trung cấp trở lên. Về cái chỗ của nhân viên cứu hộ thì phải có chứng nhận hay là cấp phép của Sở Văn hóa, Thể thao, Du lịch, đơn vị quản lý về thể thao. Thì cái này thì báo cáo thì trong thời gian rồi chúng tôi cũng chưa kiểm tra kỹ cái này. Cái đó thì cũng có thể là một thiếu sót của chỗ bên phòng tham mưu cho lãnh đạo sở. Thì cái này thì trong thời gian tới thì chúng tôi cũng sẽ tiến hành tiếp tục để rà soát lại cái chỗ này. Chưa được cấp phép về dịch vụ đào tạo bơi lội theo quy định, nhưng các bể bơi công cộng vẫn hoạt động khiến nhiều người không khỏi giật mình. Và trong khi tình trạng trên chưa được chấn chỉnh, thì có lẽ các bậc phụ huynh luôn phải để mắt canh chừng cho con em mình học bơi, tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra do mất an toàn tại các cơ sở dạy bơi.